Thời gian qua, công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đã được các ngành chức năng trong tỉnh tăng cường có sức gian đe đối với các tập thể, các cá nhân có hành vi vi phạm các quy định trong lĩnh vực này. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ tài nguyên và môi trường, từ năm 2021 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành hơn 70 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 34 cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong các lĩnh vực khoáng sản, môi trường, tài nguyên nước và đất đai. Tổng số tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính và số lợi bất hợp pháp là trên 11,4 tỷ đồng. Thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, kịp thời phát hiện những sai phạm và xử lý kịp thời đúng hành vi, đúng đối tượng, đúng thẩm quyền, áp dụng đúng hình thức xử lý và bảo đảm về trình tự thủ tục xử lý vi phạm hành chính cùng với đó đề xuất các biện pháp chấn chỉnh công tác quản lý về tài nguyên môi trường tuyên truyền pháp luật về tài nguyên môi trường giúp cho người sử dụng đất tổ chức doanh nghiệp và mọi cá nhân hiểu rõ hơn các quy định mới của luật đất đai môi trường khoáng sản đưa công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường đi vào nền nếp góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương